Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 16. Không hiểu chuyện tình yêu. Mới bắt đầu đi học, Hòa Thượng học rất dở nên bị người khác coi thường. Sao học rất giỏi lại có người ghen ghét hoặc hâm mộ? Thậm chí có cô bạn học khảo nghiệm, nhưng Hòa Thượng vẫn nhất tâm kiên trì định lực, hóa giải được những chuyện lôi thôi. Hòa Thượng kể, thông thường hễ làm việc gì thì cũng có cái phiền của việc ấy. Đi học có cái phiền của việc học, làm công có cái phiền của sự làm công, đi buôn bán có cái phiền của việc buôn bán, làm quan có cái phiền toái của chức quan, làm tu sĩ cũng có cái phiền của thầy tu. Tuy có phiền phức, nhưng nếu các vị biết cách làm thì phiền phức sẽ không là cái đáng kể. Các vị có thể chuyển đổi cảnh giới thì sẽ không bị phiền nữa, tức là biết thuận theo cảnh nghịch. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng, nghĩa là sự tương phản là động lực của đạo và sự yếu nhược là dụng của đạo. Bất luận làm sự việc gì, nếu các vị không biết buông xả thì có lắm chuyện phiền. Còn như các vị xả bỏ được, tức không có phiền hà gì. Sao gọi là buông xả? Tôi thường thường nói với các vị, everything is okay, no problem. Mọi chuyện đều tốt đẹp, không có vấn đề gì. Nếu các vị có thể làm được như vậy, các vị sẽ là người tuyệt hảo. Lúc tôi đi học cũng có lắm phiền phức. Mới đầu học rất ngu, nên ai nấy không coi tôi ra gì, nói, từ đó tới giờ chưa gặp đứa nào mà ngu dữ vậy. Ngay cả 8 câu trong Tam Tự Kinh mà nó cũng không thuộc nổi. Nhưng đến khi nhập môn rồi thì tôi học rất khá. Học giỏi thì tốt thật, nhưng lại có cái phiền của việc học giỏi. Phàm học dở thì bị người ta coi thường, còn học giỏi thì có người đố kỵ và cũng có kẻ ái mộ. Ông thầy ấy cũng không biết làm thầy, vì ông đã tán thán tôi ngay giữa lớp học rằng, thầy dạy học đã 50-60 năm rồi mà chưa gặp trò nào học giỏi như vậy. Trong tương lai, người này nhất định sẽ làm nên đại sự. Các con hãy để ý xem. Thầy giáo khen tôi như vậy, tức phiền phức tới ngay. Có chuyện gì phiền? Là cái phiền của cô bạn học. Tôi không cần phải giải thích, tức các vị cũng hiểu rõ. Cô bạn học này muốn cái gì, chắc các vị cũng biết luôn. Bởi vì thầy giáo ca tụng tôi quá xá, nói sau này tôi có thể làm chuyện đại sự, nên có lẽ cô ta muốn xem coi là đại sự gì đó mà. Đợi lúc tôi xuống kháng để trả bài, cô nàng lấy chân khều chân tôi. Lúc đó tôi đã 16 tuổi rồi, nói một câu hơi khó nghe là tôi đã bất giải phong tình, không biết chuyện tình yêu. Tôi đã không biết gì về tâm lý của bọn con gái, cho nên lúc ấy tôi phát cáu, trợn mắt la rằng, tao đánh chết mày bây giờ, mày làm cái gì vậy? Làm cô ta hoảng hồn, rút cổ le lưỡi rồi chạy tuốt. Cái phiền phức này coi như đã xong. Nhưng các vị đoán xem, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà cô nàng nhờ bà mai mối tới nói chuyện với mẹ tôi, nói vì tôi học giỏi nên khiến nàng ta mê mết. Nhà cô ta không đòi hỏi gì cả. Họ không muốn tiền, cũng không muốn lễ vật, chỉ cần bên nhà tôi đồng ý là được. Mẹ tôi nghe nói vậy mừng vô kể. Chờ tôi vừa về đến nhà, mẹ tôi bèn bảo tôi rằng, nhà cô bạn học con có cậy bà mai tới nói chuyện cưới hỏi cho con. Họ nói chỉ cần mình nhận lời là họ không đòi hỏi điều kiện gì hết, cái gì họ cũng không muốn, và sẽ tự đưa con gái của họ qua đây. Vậy mẹ tính sao? Mẹ có chấp nhận lời của người ta không? Mẹ nói đợi con về, mẹ sẽ hỏi lại ý của con. Mẹ nói để hỏi ý con cũng coi như là mẹ thông minh đó, vì mẹ đã không tự làm chủ. Còn nếu như bữa nay mẹ nhận lời người ta thì ngày mai con sẽ xuất gia cho coi. Con không được xuất gia. Nếu mẹ không muốn con xuất gia thì mẹ chớ nhận lời của cô gái ấy. Được rồi. Thế là cái chuyện phiền phức này cũng được đẩy lui. Ha ha.
问怎么地作何？